Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay vẫn tiếp tục đi xô ếch nha các bạn. Cái đồng ngày hôm nay là mình bắt nước bơm. Mà nước cũng hơi cũ à. Đi lúng rồi. Thì ếch này chắc này cũng còn sớm, chắc áp đực quá. Thì còn áp đực rồi các bạn. Đây nè. Con nữa. Con chắc hết được không? Con một quá. Đây nè, nặng áp lực cũng trầm trọng, mình biết là con một này, rồi nghe cái là hợp liền, có tia mình rồi. Ôi, ếch sọc rồi. Sọc rồi. Sớm giờ cũng bắt được hai con ếch đực rồi. Ôi, đèn con nè mấy bạn. Cái nữa. Thằng nó cá bự. Có ít cái ra máy các bạn. Ít cái này cũng trầm trọng nè các bạn. Đấy. Tiếp con đó các bạn ơi. Con này chắc nó nằm trên đất khô rồi. Rồi này nó không có hợp xuống được nè. Nằm trên đất khô luôn. Con này nằm rất đơn giản rồi. Nhưng mà sáng giờ kêu cũng lâu lắm nữa. Rồi gọi không thấy. Tại nó mất cái bụi nó gô cái gốc dạ.
Đó, đứng má bên sau lưng nó gọi là gì không thấy, còn cái này gọi ngay mặt nó gì không thấy, còn rất đầy nhỏ ít cặp nữa mấy bạn ơi. Mình bắt cái đồng nữa, nay ếch nó cũng ít nè, sớm giờ ếch lên toàn lơ gơ không, không có nhiều. Này nó là ôi nè, cái này là đằng trước này rồi, trứng nó mới đẻ nè. Ừ, nó trái này bự luôn đó bạn, cũng được được cả chứ cũng không bự luôn. Ớt nữa mấy bạn ơi, cái này chắc ớt lẻ rồi quá. Tiêu rồi nó nằm nhưng bên đây rất khô quá, chắc nó nhảy quá. Nó còn chắc nhảy rồi quá. Nhảy khô quê rồi. Ớt nữa các bạn ơi, ớt này nằm gần sát cái đường mương chắc nó nhảy quá. Còn lại lại nhảy chắc luôn. Chút xíu nữa xuống đường mương à, thế là lấy giò đạp mà còn không kịp nó nhảy nữa, phải nó cái tay chụp lại rồi nhảy mất rồi. Cái đực này cũng bự rồi. Mới thấy ếch cặp nha bạn. Thì gặp ếch này rồi nằm ngoài cái lằn mới cắt chạy nhẹp mà nhảy vô cái lằn rơm nè, lằn gà. Nó gọi thấy nằm ở trống. Nó sẹt vô trong này à. Đâu hay gì ta, tiêu rồi. Vậy à, nữa bạn nó trốn đây nè, mà nãy giờ mình kiếm nó không gặp nè, đâu có tiêu nữa rồi, mới thấy đâu đây mà.
đây nè, khó vậy mà cứu hai người cứu ủi trời không thấy đó luôn á. Đó bỏ ra giờ đạp lên qua đạp lại gì không trúng nữa nè. Không gặp không bắt không gặp nè. Đó rồi rồi con gượng đó, con này nó kìa 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 hay thiệt, thấy không cậu? Cục ếch này hay thiệt chứ. Gặp nó ở đó không? Gặp. Đúng rồi. Có con cá nó xíu à? Cậu cầm luôn, cầm luôn. Về rồi em đạp. Nóng lên. Ý, nó đạp. Rồi. Bự quá mà vậy trốn mày á. Dạ trốn vậy đó, kiếm không gặp. Hay thiệt. Nặng nhiều mà lũa rồi kiếm ủi trời luôn. Thì cái này soi được nhiêu đây mấy bạn, nhưng mà do trời mưa quá nên mình quay cho các bạn xem cũng được, hết bự bự không nè, để bắt ra từng con cho các bạn xem, để trong cái túi đó quay thấy không rõ, cái bự không, mưa từ 1 giờ tới giờ vẫn còn mưa nữa. Đấy, tôi bắt được nè, hết bự. Bỏ vô. Này ếch này bự hết sức luôn nè các bạn. Đấy. Toàn ếch cái không à. Đầu hôm thì bắt ếch đực. Như được chắc cũng có mười mấy con. Này ếch cái bự nè, lật cái bụng lên thôi. Đó, nguyên bụng trứng luôn rồi. Sớm mà khúc mình bắt mấy ếch cái bự bự không quay cho các bạn xem cũng được, uống thiệt. Lúc đó trời mưa lớn quá. Hai con này bự nè các bạn. Đây, là cái bụng lên mà. Bông luôn ếch này, bông luôn đó bạn. Còn không? Còn nữa. Con nào nó bông đen luôn. Rồi vô. Thế nên đầu mùa giờ đi, đầu mùa giờ mới bữa nay được ếch cái bự nhiều đó bạn. Còn cối không? Là khổm cũng có ếch cái bự nữa nhưng mà không bự bằng cái này. Phần nghe mà phần đứng về phần cái túi. Thấy được nhiêu đây mấy bạn. Thấy bạn thấy ếch cái bự không? Con nào nó đen luôn. Đấy. Rồi đến đây cũng xin kết thúc video luôn nha các bạn.